Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Minh Toàn đang lưu thông ở trên phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và hôm nay Minh Toàn cũng đi muốn gửi một số hình ảnh để ở Quảng Ninh gửi đến quý bà con cô bác. Rồi bây giờ cũng bắt đầu đổ mưa rồi quý bà con ạ. Mến thưa quý bà con, chỗ này nếu mà chúng ta mà đến đây có cái ngã ba, chúng ta rẽ trái là đi Hoành Bồ hoặc Cẩm Phả, còn chúng ta rẽ phải là chúng ta đi Hạ Long. Thì Minh Toàn xin phép là Minh Toàn rẽ phải nhé. Đây vẫn là thuộc phường Hà Khẩu ấy quý bà con, chỉ là rẽ phải là dân đường chúng ta đi đến Hạ Long thôi. Ôi, đang mưa to quá. Thôi chắc Minh Toàn phải xin phép đứng ở trong gốc cây một chút để trời nó tạnh mưa thôi. Wow, mưa hơi to. Mưa to lạnh quá quý bà con của bác ạ. Mến thưa quý bà con, đi quay vlog cũng để gửi những một số cái hình ảnh đến quý bà con của bác về cái cuộc sống của Hạ Long nói riêng hay là của Việt Nam nói chung. Ui giời, đường này nhiều xe công xe tải đi lắm quý bà con ạ. Thành ra quý bà con của bác mà có đi đường này thì cũng cẩn thận. Trời mưa mà các anh tài xế chạy nguy hiểm quá quý bà con. Quý bà con cô bác cũng có thể cảm nhận được cái cảnh cực khổ của đi quay vlog. Nên đưa bà con mình toàn cũng phải đứng sát sát vào lề đường chút. Mưa quá trời luôn. To quá trời luôn. Wow. À đây, Minh Toàn sẽ xin phép vào đấy trú mưa tí. Mà không là đứng đây được rồi. Nguy hiểm quá quý vị ạ. Mến thưa quý bà con, nhiều lúc là khi mà Minh Toàn đi quay vlog như này thì gặp trời mưa như này thì cũng đang quay cái hình ảnh giờ, thành ra là Minh Toàn muốn gửi những cái hình ảnh nó chân thực đến quý bà con cô bác, nhưng mà Minh Toàn cũng quay lại luôn. Và đây thì đúng ra thì Minh Toàn sẽ cất máy quay đi và Minh Toàn vào trú vào mưa. Chứ ở đây thì Minh Toàn định vào trong cái cửa này này. Đấy, cửa nhà này để Minh Toàn xin trú mưa tạm. Nhưng mà thôi đứng đây cũng được rồi. Đứng đây cũng tạm.
Vâng. Cái đường này rất là nhiều xe công đi quý bà con nhé. Quý bà con thấy từ nay giờ là mới có mấy phút thôi, nhưng mà cũng phải đến gần chục xe công. Đây, bây giờ mình toàn là xin phép tiếp tục nhé. Nên thưa quý bà con, chúng ta cũng đang lưu thông tại phường Hà Khẩu thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và đang lưu thông như thế này thì mình toàn gặp một cơn mưa. Mình toàn cũng vừa phải trú mưa xong. Trời mưa, đường nó trơn, nó khá trơn đấy quý bà con. Khi bà con mà lưu thông ở trên tuyến đường này, bởi vì là tuyến đường này rất là nhiều xe công chạy, đường khá bụi, thành rất mong bà con khi mà lưu thông ở trên tuyến đường Hà Khẩu về với Hoành Bồ này thì chúng ta cũng hết sức cẩn thận. Và phường Hà Khẩu này thì ở thành phố Hạ Long thì phường Hà Khẩu cũng phát triển chưa được sầm uất lắm đâu quý bà con ạ. Cuộc sống người dân nơi đây cũng khá là bình dị. Phía trước mặt chúng ta là cái nhà máy gạch Villa Serra. Đây, Villa Serra Hạ Long. Mình thưa quý bà con ở phường Hà Khẩu thì ngoài cái hai mặt đường ra thì chúng ta đi sâu vào trong một chút nữa thì cuộc sống người dân nơi đây cũng rất là bình dị, không sầm uất như ở dưới thị trấn Bãi Cháy đâu quý bà con ạ. Chúng ta đến đây là chúng ta có một ngã tư. Đây, chúng ta có một ngã tư. Đi thẳng là đi Hạ Long. Rẽ trái là Xí Nghiệp Gạch. Và rẽ phải là đi ra quốc lộ. Mình chọn hướng nào được nhỉ? Có khả năng là mình toàn xin phép đi thẳng nhá. Đây là cái khu trung tâm của Hà Khẩu đây rồi quý bà con ạ. Đấy, trung tâm Hà Khẩu. Nếu mà chúng ta đi thẳng đường này là chúng ta đi thẳng về phía phường Giếng Đáy.
nhiên đi xe nguy hiểm quá. Chúng ta về đến đây là về đến gần bến phường Giếng Đáy. Nên thưa quý bà con cô bác, hiện tại là chúng ta đang đi trên tuyến đường của Giếng Đáy. Và hướng chúng ta đi là đi từ phía Hạc Hầu về đấy. Đến đây là chúng ta nếu mà rẽ phải là chúng ta đi ra phía ao cá Hạ Long và đi sang Cái Dòng. Còn chúng ta đi thẳng là chúng ta lên nhà máy đóng tàu và đi ra phía Hòn Gai. Mình Toàn là xin phép đi thẳng nhé. Đây có cái dốc này thì lên dốc này, đỉnh dốc cái là có cái nhà tăng lễ của thành phố Hạ Long. Đấy, chúng ta đây là cái nhà tăng lễ của thành phố Hạ Long rồi. Đây. Có một cái sân vận động nhân tạo này, sân bóng đá bóng mini nhân tạo. Mình Toàn ở khu Hạ Long này, mình Toàn thấy cũng ít, rất là ít sân nhân tạo quý bà con ạ. Wow, đến đây rồi là mình Toàn sẽ xin phép là dừng cái video này để mình Toàn vào cái sân bóng chuyền ở đây một chút.